Hôm nay mình lại tiếp tục chơi Sở Thích What Đây là ghê. Bây giờ mình sẽ ấn vào chơi nào. Chọn chế độ tiếp tục là giải đấu các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ chọn cực khó luôn. Rồi ok, mình sẽ chọn cùng này đi, tiếp tục nào. Chơi vòng tiếp theo. Đang tìm đối thủ các bạn ơi. Bây giờ thì mình vào. Rồi, let go là các bạn ơi. Nâng cấp nào, nâng cấp lên. Nâng cấp người khổng lồ này. Nâng cấp trụ này các bạn ơi, sẵn sàng. Có, vào chiến đấu nào. Rồi, wow. Mới đầu mình được rất là nhiều các bạn ơi, rất là nhiều những người đào vàng này. Sang bên này xem. Wow, bên này cũng thế, rất là nhiều anh em đào vàng các bạn ạ. Rồi, bây giờ hai bên đang tranh nhau đào vàng các bạn ơi. Wow, bên này cũng thế. Và bên mình cũng đang tích cực đào vàng các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ gọi 500 anh em người khổng lồ ra. Đấy, để mà tấn công những người đào vàng kia, không cho họ đào vàng hết của mình. Đâu rồi. Đây. Thấy chưa, khổng lồ dung nham các bạn ơi. Rồi, tấn công nào. Rồi, bùm. Quá ghê luôn đúng không? Nào, đây. Mua lên anh em. Tấn công đi. Gọi tiếp nào. Rồi, wow, bên này cũng có người khổng lồ các bạn ơi. Được đấy. Và rất là nhiều người cầm cung đang đứng ở đằng sau bắn này. Nào, cái người khổng lồ kia một mình làm sao đấu được nhiều người khổng lồ của bên mình đúng không? Đấy, được. Yeah. Ok, đập đi, đúng rồi. Rồi. Bang. Yeah, cố lên anh em ơi, cố lên. Rồi. Yeah. Đập đi nào, đúng rồi. Rồi. Nào. Bùm. Quá ghê gớm đúng không? Nào. Đập đi, đúng rồi, đập nào. Tấn công đi anh em ơi. Wow. Hỏng bét rồi các bạn ơi, những người đào vàng của mình đã bị những cung thủ của bên kia tiêu diệt rồi. Lại gọi tiếp ra các bạn ơi. Gọi thật nhiều những anh em đào vàng ra để mà đào này. Rất là nhiều những mỏ vàng ở đây này. Đây. Rồi. Tấn công đi. Wow, những người nhỏ con cầm ở cái kiếm chạy lên tạng phiêu phát vào chân người khổng lồ bên mình các bạn ơi. Nhưng mà không ăn thua, không hề hấn gì hết. Những người khổng lồ của mình siêu khỏe, siêu mạnh mà. Rồi, tấn công đi, đúng rồi, bả đi, đúng rồi. Nào. Yeah. Đập đi, đúng rồi. Nào, anh em ơi, mạnh mẽ đi, tấn công đi. Yeah, wow. Ghê gớm nhờ. Nào. Những người khổng lồ của mình đi rất là chậm, nhưng mà đi đến đâu là cả quen sạch xanh đến đấy các bạn ạ. Ghê lắm. Rồi tiếp tục. Gọi ra tiếp nào. Có đây, tấn công đi. Bum. Bên này có những người cứ cầm cung này ra các bạn ơi. Bắn này. Rồi, thỉnh thoảng lại cứ người cầm cung và người cầm khiên ra để mà chiến đỡ, chống đỡ các bạn ạ. Mà làm sao mà chống đỡ được những người khổng lồ của mình đúng không? Nào, anh em đâu, tấn công đi. Đúng rồi. Bang. Cố lên anh em. Rồi, chiến đấu đi. Cái gì vậy các bạn? Bên địch gọi tiếp viện chăng? Wow. Mưa tên các bạn ơi. Mưa tên. Không ăn thua đâu. Này đến giờ người khổng lồ của mình mới đi được một nửa chặng đường thôi các bạn ạ. Gần đến cái tượng đài bên này rồi, anh em ơi, cố lên. Xông phá lên. Cố lên nào anh em ơi. Mình sẽ gọi thêm những người cầm cung các bạn ạ. Nào, những anh em cầm cung ra. Nào, chiến đấu đi. Đấy, những anh em cầm cung ra này các bạn ơi. Dưới những người khổng lồ này. Nào. Rồi, tấn công mạnh mẽ lên anh em ơi. Rồi, bây giờ bên kia chỉ còn hai người đào vàng thôi các bạn ơi. Wow, người của mình đang tấn công tượng đài bên kia rồi. Chuẩn bị thắng rồi các bạn ơi. Nào. Ui, bên kia thì có mấy người cầm cung và trong bắn ra các bạn ơi. Nhưng mà người khổng lồ của mình đỡ hết. Bắn cái tên kia vào người khổng lồ của mình. Người khổng lồ của mình đỡ hết, không sao cả các bạn ạ. Rồi, cố lên, tấn công đi, tấn công tượng đài đi anh em ơi. Nào, xông
phá lên, xông phá lên. Gần được rồi, gần được rồi. Được một nửa máu của tượng đài bên kia rồi các bạn ơi. Nào anh em ơi, cố lên nào. Bạn đi, hey, wow, lại cử một đội quân gia này. Quân gia này, wow, không sao. Xuân là của mình nhảy tập trò bánh 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 luôn các bạn ạ. Cố lên, cố lên. Nào, rồi, chà, chà, chà. Rồi, đây, đây, đi đây các bạn ơi. Xem nào, xem nào. Rồi, được hơi một nửa máu rồi các bạn ơi. Nào, 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 nào. Cố lên, yeah, yeah. Nào, nào, chuẩn bị, chuẩn bị. Đập phát nữa nào. Yeah. Vậy, các cái công đồ của mình đã tiêu diệt và phá được tượng đài của đối thủ rồi. Ok, đối thủ tiếp theo các bạn ơi. Nếu xong này xem. Wow, chưa gì bên này đã gọi được 2, 3 ba người khổng lồ rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ phải gọi một đội quân cầm cung ra các bạn ơi. Rồi, đội quân cầm cung này. Nào. Anh em ơi, ra đi. Ra thì phải chống đỡ. Lần trước là người khổng lồ của mình chiến đấu với người que của đối thủ. Bây giờ là người của que của mình phải chiến đấu với người khổng lồ của đối thủ các bạn ơi. Ghê đấy. Nào. Yeah. Đi anh em ơi, nhanh lên. Rồi. Yeah. Anh em mình ra rất là nhiều luôn các bạn ơi. Rồi, đấy, tiêu diệt đi. Rồi, đã tiêu diệt được ba cái người khổng lồ bên kia rồi. Ngon, tấn công đi nào. Rồi, đội quân của mình sẽ tấn công sang. Úi xôi, bên này có những anh em cầm kiếm đứng đây này, nhưng mà không ăn thua. Trời, cứ đứng đây bị những người cầm tinh của mình bắn đấy các bạn ơi. Lại gọi được người khổng lồ ra. Rồi, gọi được người khổng lồ ra. Rồi, chưa đi đến nơi thì đội cung tên của mình đã tiêu diệt các bạn ơi. Đấy, bây giờ là đang bắn thượng đài của đối thủ rồi. Chiến thắng rồi các bạn ơi. Bên trong này còn rất là mấy người cầm cung tên bắn ra các bạn ạ. Không dám đi ra ngoài này, đi ra ngoài này là bị tiêu diệt ngay. Thấy chưa. Rồi. Quá nhanh đúng không? Trận này quá nhanh các bạn ạ. Mình đã win to đi. Ok, tiếp theo nào. Lần này đối thủ của mình là ai đây? Một cái tượng đài cầm cây gậy các bạn ạ. Đứng nghe được. Bây giờ thì mình sẽ gọi phù thủy ra nha các bạn nha. Đúng rồi, gọi phù thủy đi. Đội quân phù thủy ra. Nào. Úi xôi ơi. Đấy, đang triệu hồi 5.000 anh em cầm kiếm rồi. Nào. Úi xôi, nhìn này các bạn ơi. Đấy, một đội quân cầm kiếm ra này. Nào. Let's go các bạn ơi, let's go. Tấn công đi nào. Nào. Bên này đã có được một anh khổng lồ đứng chờ sẵn người đội quân của mình sang để chiến đấu các bạn ơi. Nhưng mà đội quân của mình rất là khỏe luôn các bạn ơi. Rồi, đã tiêu diệt được một anh khổng lồ rồi. Tiếp đến là anh khổng lồ thứ hai. Nào. Chiến đấu đi. Rồi. Xui, chém. Đã tiêu diệt được anh khổng lồ thứ hai rồi các bạn ơi. Rồi. Nào. Bây giờ là chiến đấu với người phù thủy ở trong này các bạn ơi. Tiêu diệt hết. Tấn công tượng đài. Chuẩn bị là victory dành cho mình các bạn ơi. Cố lên. Nào. Bên mình này các bạn ơi. Đội quân phù thủy đứng ở dưới này. Đấy. Lại chúng thêm được một anh khổng lồ nữa. Rồi. Mình sẽ tiêu diệt. Và đội quân đẹp. Kìa đây. Không sao. Đây anh em. Anh em mình cố lên, nó sẽ đánh chiến thắng các bạn ơi. Đấy, lại thêm một anh khổng lồ nữa. Hai anh. Được. Nhưng mà mình sắp thì to đi rồi các bạn ơi. Nào. Anh em ơi, tấn công đi. Tấn công nào. Victory lại tiếp tục dành cho mình. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã tiếp tục sản xuất người que chiến đấu các bạn ơi. Và video của mình đến đây là dừng. Các bạn xem video đừng quên để cho mình like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau.